ngành đường sắt đã chính thức mở bán vé tàu Tết Nguyên đán 2025. So với cùng kỳ, giá vé các chuyến tàu Tết năm nay tăng khoảng 4-5% so với năm trước. Trong đó, giá vé chặng Sài Gòn-Hà Nội có giá cao nhất lên đến hơn 3.200.000 đồng. Với vé tàu Tết năm nay, theo quy định, mỗi hành khách có thể mua tối đa 10 vé chiều đi và 10 vé chiều về. Đối với vé tập thể, trước đó ngành đường sắt bắt đầu nhận danh sách đăng ký từ ngày 23 tháng 9 và đã mở bán từ ngày 1 tháng 10 vừa qua. Lịch chạy tàu Tết 2025 dự kiến kéo dài từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 16 tháng 2, tức từ 16 tháng 12 đến 19 tháng 1 âm lịch. Trong thời gian này, mỗi ngày có 22 đôi tàu hoạt động, bao gồm 9 đôi tàu thống nhất chạy tuyến Sài Gòn-Hà Nội và 13 đôi tàu khu đoạn chạy tuyến ngắn. Ngành đường sắt dự kiến cung ứng khoảng 167.000 chỗ, giảm khoảng 38.000 chỗ so với năm ngoái do thay đổi phương án khai thác. Tuy nhiên, nếu nhu cầu đi lại tăng đột biến, ngành đường sắt sẽ tăng cường thêm tàu.